Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Ngạn Hy sinh ngày 17 tháng 2 năm 96, sinh ra tại thị trấn Duy Phường, trung tâm tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Ngạn Hy sở hữu chiều cao 1m88, đặc điểm dễ nhận ra của những chàng trai Đông Bắc. Trước đây, cộng đồng mạng biết đến anh thông qua tên gọi Phùng Sĩ Cát, sau này đổi tên thành Ngạn Hy và cái tên Ngạn Hy được sử dụng đến tận bây giờ. Năm 2012, Ngạn Hy gia nhập Sony Music Entertainment. Sau đó một năm, Ngạn Hy có cơ hội tham gia ghi danh vào chương trình tài năng toàn cầu do giải trí SM của Hàn Quốc và đài truyền hình TBS của Nhật Bản sản xuất. Sau đó, anh được công ty SM lựa chọn đến Hàn Quốc để đào tạo chính thức, bắt đầu con đường trở thành thực tập sinh. Năm 2016, Ngạn Hy trở lại Trung Quốc sau nhiều năm hoạt động ở thị trường Hàn Quốc. Anh trải qua nhiều năm làm thực tập sinh ở SM, Ngạn Hy của sau này được mọi người nhận xét là ngôi sao tiềm năng trong giới giải trí. Không những sở hữu chất giọng hay, nhảy tốt mà diễn xuất cũng rất ổn. Ngạn Hy chính thức bắt đầu bước chân vào giới giải trí xứ Trung vào năm 2016 bằng một vai diễn trong bộ phim Minh Tinh Chí Nguyện. Tuy là một nghệ sĩ đã trèo sân sang lĩnh vực diễn xuất, nhưng Ngạn Hy đã kịp góp mặt trong khá các tác phẩm như Nghịch Tập, Chi Đầu Thôi Sán, Hiên Viên Kiếm Hàn Chi Vân, Đột Phá Tương Khung, Có Lẽ Là Yêu. Trong đó, vai Vệ Khanh trong Có Lẽ Là Yêu trở thành bệ phóng thúc đẩy tên tuổi của Ngạn Hy vụt sáng, được nhiều người biết đến rộng rãi. Có Lẽ Là Yêu là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lê Lý Tường, vốn là tiểu thuyết ngôn tình nhận được nhiều sự yêu thích trên trang văn học mạng Tấn Giang. Khi Có Lẽ Là Yêu được công chiếu vào năm 2018 đã thu được sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ. Cùng với vai nam chính Vệ Khanh trong Có Lẽ Là Yêu, cái tên Ngạn Hy được mọi người tìm kiếm và quan tâm. Với sự thành công ngoài mong đợi, đoàn phim Có Lẽ Là Yêu tiếp tục sản xuất phần 2 và chính thức ra mắt vào tháng 3 2022. Đây cũng là một trong những bộ phim ngôn tình được mong chờ lên sóng. Sau Có Lẽ Là Yêu, Ngạn Hy tham gia vào bộ phim điện ảnh hiện đại đầu tiên mang tên Tiểu Sơn Hà, trong vai nam chính Tiểu Long. Tiểu Sơn Hà được sản xuất vào năm 2019, nhưng đến giờ vẫn chưa định ngày ra rạp. Sau bộ phim điện ảnh Tiểu Sơn Hà, Ngạn Hy trở lại với dòng phim truyền hình cổ trang mang tên Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu, diễn cùng với nữ diễn viên Đinh Nhất Nhất. Bên cạnh hoạt động đóng phim, Ngạn Hy còn trở lại thị trường idol khi quyết định tham gia vào chương trình tuyển chọn thực tập sinh Thanh Xuân Của Bạn Ba vào năm 2021. Đáng tiếc Ngạn Hy không có được cơ hội debut trong chương trình này. Ngoài bộ phim Có Lẽ Là Yêu phần 2 lên sóng vào năm 2022, thì Ngạn Hy cũng có một số dự án phim dự kiến sẽ lên sóng một thời gian tới. Và Trình Thọ Trong Thời Gian Tốt Đẹp Đó, bộ phim Đường Nữ Tiểu Phi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.